chào anh ạ. Ờ, chào em. Vâng. Em mời anh, em có thể em vẫn chút thời gian để em có thể phỏng vấn anh một chút nhé. Ok, ok. Vâng, em chào anh ạ. Gara Auto Liên Hiệp Auto là một trong những cái đối tác rất là lớn của trường Đình Ánh Anh Xuân, và nhà trường cũng đã giới thiệu rất là nhiều các bạn học viên đến và làm việc tại Gara Auto của mình. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về chất lượng của các bạn học viên của dạy nghề Thanh Xuân ạ? Trong cái thời gian hoạt động ở ở đây thì mình có rất là nhiều các bạn học viên ở trường dạy nghề Thanh Xuân qua xin việc, và mình cũng đánh giá rất cao các bạn. Thứ nhất là về năng lực, và thứ hai là về cái độ nhiệt tình của các bạn khi làm việc ở đây. Dạ. Phải nói thật là cái cơ sở đào tạo của nghề Thanh Xuân là đào tạo các bạn ra rất là cơ bản. Dạ. Về đến đây các bạn làm việc thì gần như là bọn mình cũng rất là ít phải chuyển nghề thêm. Nói chung là cái đặc thù của công việc của bọn mình là ô tô. Dạ. Mà trường đào tạo ra thì mình thấy các bạn khá là ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của trường dạy nghề Thanh Xuân. Thì hôm nay thì trong cái video là trường Thanh Xuân có gì ấy, thì mình sẽ không quay tại trường Thanh Xuân nữa các bạn ạ, mà mình đang ở một cái gara ô tô. Thì các bạn có thể thấy là trên cái hình ảnh mà các bạn đang theo dõi đây thì có rất nhiều các ô tô cũ, ô tô mới. Mới thì mình chưa thấy đâu, nhưng mà chắc là ô tô cũ thôi. Thì đây là một cái gara ở tại Hà Đông đấy các bạn. Thì ở đây có rất nhiều các cái xe cũ. Ở đây thì anh chủ thì sẽ là chuyên dọn. Đấy, mua xe cũ dọn xong rồi bán. Rồi thì sửa chữa, sơn xếp các kiểu. Còn là điều làm hết các bạn ạ. Thì tại sao mình lại ở đây? Thì ở đây có một vài các bạn học sinh của trường dạy nghề Thanh Xuân đó các bạn. Các bạn đến là sau khi tốt nghiệp xong tại trường dạy nghề Thanh Xuân thì các bạn ấy có đến đây để xin việc, làm việc. Thì các bạn ấy sẽ được làm những cái mà các bạn ấy được học. Đấy, ngoài ra thì anh chủ cũng chia sẻ rằng là các bạn ở đây thì ngoài cái việc là các bạn được thực hành theo cái mà các bạn được học tại trường dạy nghề Thanh Xuân ấy, thì các bạn ấy cũng sẽ được học thêm cả cái kỹ năng bán xe cũ luôn, bán xe luôn. Đấy, thì ở đây là có bạn Phương phòng ở phòng tuyển sinh này. Vâng, em quen cũng quen anh em qua một người bạn. Thế thì học ở đây bao lâu có thể làm được? Nếu mà học ở đây thì sẽ đào tạo đa năng. Ví dụ như là đào tạo về cả sơn này, đào tạo về cả kinh doanh bán hàng này, hay là đào tạo về marketing này. Thì ai là người đào tạo? Thường thì ở đây sẽ là thứ nhất là anh chủ, anh sếp ở đây là anh có kinh nghiệm đào tạo về marketing này. Xong cái tiếp theo là những anh em mà đã có kinh nghiệm đi trước, đã làm từ đây lâu năm rồi, hay là những thợ cái này, thì sẽ chỉ việc cho mình. Như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi một vài các hình ảnh mà mình cùng với bạn Phương của phòng tuyển sinh đã đến theo dõi, tham quan cũng như là thăm các bạn học viên cũ của nhà trường tại một cái gara tại Hà Đông. Thì trước mặt các bạn đây thì mình đã vừa quay trở lại trường dạy nghề Thanh Xuân tại khoa sửa chữa ô tô. Thì ở đây sẽ có một vài các hình ảnh để cho các bạn xem. Thực ra những hình ảnh này rất là quen thuộc với tất cả các bạn thôi. Chính là các cái không gian ở sân này, ở các cái con xe mà các bạn ấy thực hành này. Đấy, các bạn sẽ chia nhóm ra để mà thực hành. Đấy nhá các bạn. Thì rất là vui khi mà các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay tại của trường dạy nghề Thanh Xuân. Thì nếu như các bạn yêu thích về nghề sửa chữa ô tô, các bạn có thể vui lòng liên hệ theo số hotline là 0961677991 để được nhân viên tư vấn của nhà trường sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn về các khóa học nghề sửa chữa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân nha các bạn. Đấy, ngoài cái nghề sửa chữa ô tô ra thì tại trường dạy nghề Thanh Xuân còn rất nhiều các cái ngành nghề khác để các bạn có thể lựa chọn. Thì các bạn hãy cứ để lại cái phần bình luận ở phía dưới video này, cũng như là các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới hotline mà mình vừa đọc nhé, 0961677991. Đấy, rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Thì trong các video sau thì mình cũng sẽ chia sẻ tới các bạn các cái hình ảnh của các cái lớp học khác. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ video của trường dạy nghề Thanh Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Bye bye.